thì mình sẽ ngưng theo nguyên tắc như thế nào ha. Rồi, sử dụng corticoid bôi da thì sử dụng như thế nào là hợp lý? Đó là những cái ba cái nội dung cuối, là những cái nội dung chính của cái dược lâm sàng của mình ha. Còn những cái thông tin ở trên đây thì mình đã từng được học ở dược lý rồi, thì nhắc lại các bạn để các bạn có thể liên được từ cái phần dược lý qua dược lâm sàng thôi. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ có cái nhịp sinh lý của sự tiết hydrocortisone ha các bạn ha. Thì các bạn biết rồi đó, hydrocortisone nó sẽ có nhịp sinh học ngày đêm ha các bạn ha. Thì khi khoảng nửa đêm thì cái lượng hydrocortisone trong máu nó sẽ giảm tới mức không có đo được luôn, là giảm gần như là người ta nói là mình có thể chấp nhận là nó không có trong cơ thể luôn ha, mức thấp nhất có thể rồi. Và cái mức này nó sẽ tăng dần từ 3 đến 4 giờ sáng và nó sẽ đạt đỉnh cao nhất lúc mình thức dậy khoảng từ dao động 7 giờ đến 8 giờ sáng. Và nó có thể có một số thay đổi sinh lý thì cái khoảng dao động cao nhất này nó có thể dao động tới khoảng 9 giờ sáng luôn ha các bạn ha. Rồi, thì lượng hóc môn nó tiết ra từ nửa đêm cho đến cái lúc sáng á, nó sẽ chiếm khoảng 1 phần 2 tổng lượng hóc môn tiết ra ở trong ngày. Sau cái giờ sau khoảng 8 giờ đến 9 giờ đi, nó đạt được cái nồng độ đỉnh thì cái lượng hydrocortisone nó vẫn được tiết ra nhưng mà nó tiết ra với lượng ít hơn nha các bạn ha. Rồi, mức hóc môn này nó sẽ giữ cao cho đến giữa trưa và nó sẽ giảm dần khi về chiều, và đến tối thì nó sẽ giảm đến mức không đo được lúc nửa đêm á ha các bạn ha. Nhờ nhịp sinh học này thì tuyến thượng thận nó sẽ có một cái thời gian nghỉ, nó sẽ tạo đạt từ nửa đêm từ 3 đến giờ từ 3 đến 4 giờ sáng thì tuyến thượng thận nó mới bắt đầu hoạt động. Hoạt động nó tăng lên khi lúc thức dậy, sau 10 tới khoảng trưa thì bắt đầu nó giảm xuống, là lúc này á là tuyến thượng thận mình nó đã có còn làm việc nhưng nó tiết ra cái lượng rất là thấp ha. Rồi nó sẽ có cái khoảng nghỉ ở trước khi mà nó tăng lên cao lúc 3 đến 4 giờ. Do đó mình dựa vào cái nhịp sinh học này mình sẽ quyết định cái thời gian sử dụng corticoid làm sao cho nó trùng với cái nhịp sinh học của cơ thể để tránh cái trường hợp mà ức chế cái tuyến thượng thận của mình quá lâu dẫn đến là suy luôn ha các bạn ha. Rồi, đây là một cái sơ đồ minh họa về cái nhịp sinh học ngày đêm của việc tiết corticoid ha các bạn ha. Thì các bạn thấy là trong cái khoảng giai đoạn là từ 0 đến khoảng 3 giờ sáng thì cái lượng corticoid nó giảm dần gần như là nó không đo được luôn các bạn, nó gần như ở dưới giống như mình xem giống như là số 0 vậy đó. Thì cái khoảng thời gian này là chỗ tuyến thượng thận mình được nghỉ ngơi ha các bạn ha. Rồi, và nó tăng dần như cô đã miêu tả nãy giờ ha. Do đó mình sẽ lựa chọn cái thời điểm dùng thuốc là khoảng 8 giờ hay các bạn ha, hoặc là 8 đến 9 giờ nè, hoặc là có thể sớm hơn một tí là từ 7 giờ đến 9 giờ. Thì cái khoảng này nó sẽ cùng với cái nhịp sinh học thì cái lượng hormone corticoid mình nó cao nhất trong giai đoạn này, thì nó cho đáp ứng dược lý xong rồi nó chỉ dạy xảy ra quá trình là phân bố chuyển hóa và thải trừ thì nồng độ của nó sẽ giảm dần theo giống như nhịp sinh học, và cho tới cái thời điểm là 0 giờ thì nó sẽ không còn trong cơ thể của mình nữa thì tuyến thượng thận nó lại hoạt động lại bình thường. Còn khi mà mấy bạn sử đó là lý do tại sao mà mình không khuyến cáo sử dụng corticoid vào buổi chiều tối. Ví dụ như các bạn sử dụng lúc 4 giờ chiều đi ha, thì lúc này bạn sẽ làm cho nồng độ corticoid của mình tăng cao ngay mức này nè, nhưng mà nó tăng ở thời điểm là 4 giờ thì nó sẽ giảm từ 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 này, thì tới khoảng 0 giờ đến 4 giờ sáng thì cái lượng corticoid của mình nó vẫn còn trong cơ thể, thì lúc này tuyến thượng thận nó sẽ không hoạt động, mà nó bị ức chế một thời gian lâu dài quá thì nó sẽ suy, giống như cái việc mà mấy bạn ngưng vận động không tập thể dục thường xuyên á thì sức khỏe của mình nó giảm, thì tuyến thượng thận nó cũng vậy ha, bạn ức chế nó quá lâu thì nó sẽ suy tuyến thượng thận. Rồi, một số cái yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến cái việc tiết hydrocortisone ha các bạn ha. Khi gặp những cái điều kiện bất lợi trong cuộc sống, ví dụ như bạn bị đói, bị sốt, hoặc là bạn bị nhiễm khuẩn, hay các trường hợp mà mình bị phẫu thuật. Bên cạnh đó là một số cái trường hợp chết do tâm lý các bạn, ví dụ như đau buồn, tức giận, hay là có những cái như là tâm trạng của mình bị bi quan á các bạn, thì cái mức hydrocortisone này nó sẽ tăng khoảng 40 đến 60%. Đó là giải thích lý do tại sao mà những cái
hiện nay á, các anh chị mà đi làm việc ở các cái cơ quan á, khi mà áp lực công việc quá lớn, các anh chị này có những cái vấn đề về tâm lý và stress, thì thường những anh chị này hay bị vấn đề loét dạ dày tá tràng kèm theo. Đó là lý do là do tăng tiết hydro cortisol này nè các bạn, nó cũng là một cái nguyên nhân ha. Do khi stress thì tiết nó nhiều, mà các bạn biết rồi, cái lượng hydro cortisol này nó có thể gây loét dạ dày tá tràng ha các bạn ha. Do nó ức chế, như nó sẽ kích thích tiết những cái chất trung gian hóa học gây loét dạ dày tá tràng. Rồi trong một số trong trong những cái điều kiện này á, mà nếu mà chức năng, những cái điều kiện bất lợi ví dụ như đói, sốt, nhiễm khuẩn, phẫu thuật, mà cơ thể mình đang khỏe mạnh đi, thì cái chức năng tiến thượng thận của mình tốt, thì nó có khả năng là nó sẽ tăng cái hoạt động để đáp ứng được cái nhu cầu để tăng cái lượng hydrocortisone này từ 4 đến 60 microgram trên decilit. Nhưng nếu tiến thượng thận của mình bị suy thì nó sẽ không đáp ứng nổi với cái nhu cầu tăng cái lượng hydrocortisone này. Thậm chí là một số cái trường hợp mà stress nặng đó các bạn, nó cũng là cái nguyên nhân gây suy tiến thượng thận cấp nha các bạn ha. Rồi, và đối với một số cái trường hợp, ví dụ như suy tiến thượng thận cấp, mình có thể bổ sung các cái hormone corticoid ngoại sinh, nghĩa là thông qua thuốc, thì cái chức năng thận mà do suy tiến thượng thận cấp hay là mình ngưng thuốc corticoid ngoại sinh thì cái chức năng thận nó chỉ trở lại bình thường sau 3 đến 4 tháng, thậm chí có thể là từ khoảng hơn một năm luôn ha các bạn ha. Nghĩa là thận của mình nó sẽ mất một thời gian rất là dài để phục hồi lại ha các bạn ha. Đó là lý do tại sao mà glucocorticoid là một cái thuốc kháng viêm rất là mạnh và rất là tốt. Nhưng nếu mà sử dụng không hợp lý thì cái hậu quả của nó và những cái tác dụng phụ không mong muốn của nó cũng rất là nặng nề với cơ thể của mình ha. Rồi, thứ một cái nữa là cái sự tăng kéo dài mức glucocorticoid trong máu ha. Thì khi mà cái mức glucocorticoid nó tăng quá lâu dài ở trong máu ha các bạn ha, hoặc là mấy bạn sử dụng glucocorticoid thời gian dài, như cái trường hợp mà có một đợt mình nói hay nói dụng mà kem trộn đó các bạn, mà trộn glucocorticoid thì các bạn biết rồi, kem dưỡng da, kem pho ngoài mà đâu có phải là sử dụng một ngày một bữa, mà thường các bạn nữ dùng á sẽ dùng tính tháng, có khi cả năm nữa. Thì việc mà sử dụng glucocorticoid thời gian lâu dài như vậy ha, rồi dùng qua da thì nó có thể thấm qua da và vào máu của mình ha các bạn ha, thì nó có thể gây ra các cái trạng thái là u thượng thận, u tuyến yên, hoặc là gây ra hội chứng Cushing mà cô nó hay nói. Hội chứng Cushing là hội chứng rối loạn nhũn mỡ các bạn, nó sẽ làm cho khuôn mặt của mình nó sẽ gì là mỡ nó sẽ tích tụ ở mặt nè, ở bụng, nhưng mà tay chân thì sẽ nhỏ ha các bạn ha. Trong cái bài corticoid thì các bạn có cái hình thấy cái hội chứng bệnh Cushing này rồi nha. Rồi khi điều trị bằng glucocorticoid kéo dài thì cái nhịp sinh lý của sự tiết hormone corticoid nó sẽ bị ức chế ha các bạn. Mà khi mà bị ức chế thời gian dài như vậy thì nó có thể gây suy tiến thượng thận. Cái đó là cái hậu quả cốt yếu mà có thể xảy ra khi mà sử dụng glucocorticoid quá dài. Rồi. Nhưng cái việc đang lại con sẽ nhưng mà cái tác dụng mà sử dụng glucocorticoid dẫn đến suy tiến thượng thận này, mấy bạn hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách là mình sẽ dùng một liều cao trong thời gian ngắn, một vài liều. Ví dụ như cô hay nói là một số bạn mà bị viêm viêm đường hô hấp nặng dẫn đến là viêm họng đó các bạn, thì các bạn bị tắc tiếng luôn, thì một số bạn sẽ nói là sử dụng corticoid quá nguy hiểm như vậy, rồi suy tiến thượng thận, loét dạ dày tá tràng, loãng xương đủ rồi, bệnh đái tháo đường này kia nữa, rồi các bạn không dùng. Nhưng mà cái đó là không đúng nha các bạn. Nếu bạn sử dụng tốt và đúng cách glucocorticoid thì nó hiệu quả trong điều trị bệnh của nó rất là tốt ha. Bạn có thể dùng một cái liều cao trong một thời gian ngắn, một vài liều thôi, bạn bị tắc tiếng, đau họng như vậy thì bạn có thể sử dụng methylprednisolone 16 mg, dùng một ngày một lần, dùng trong khoảng thời gian từ 7 đến 9 giờ sáng ha. Các bạn có thể dùng 1 đến 2 ngày
có thể tối đa là khoảng 3 ngày thì cái tình trạng viêm họng các bạn giảm rõ rệt luôn các bạn, và có khi hết luôn á. Thì nếu bạn sử dụng một vài liều như vậy, thời gian ngắn như vậy, thì nó sẽ hạn chế được cái việc mà ức chế cái tiến trình thận của mình ha, nên nó sẽ không gây cái hậu quả nặng nề là suy tiến trình thận. Rồi, hoặc là mình dùng những cái liều dưới 20mg trên ngày, tính theo liều prednisolone mà mình dùng dưới 3 tuần thì cũng ít xảy ra cái hiện tượng là suy tiến thượng thận đột ngột hay các bạn ha, hay là mình còn gọi là suy tiến thượng thận cấp đó. Nè, các bạn nhớ cái nguyên tắc này ha, để mình lưu ý trong quá trình sử dụng. Rồi, trên đây là cái bảng so sánh các cái chế phẩm corticoid, thì nó sẽ so sánh về dược lực liều dùng tương đương của các thuốc glucocorticoid. Thì các bạn thấy là mình sẽ có chia ra ba nhóm chính, là nhóm thời gian tác động ngắn, nhóm thời gian tác động trung bình, nhóm thời gian tác động kéo dài. Thì thuốc mà có thời gian tác động kéo càng dài, nghĩa là thuốc đó có thời gian bán thải càng dài luôn nha các bạn. Khi thuốc lưu ở trong cơ thể của mình càng lâu thì thời gian tác động của nó sẽ dài ra. Giống như các bạn như Quỳnh hồi nãy hỏi cô á, là một cái kháng sinh mà sử dụng một liều duy nhất á, do T1/2 nó dài các bạn, nên mình chỉ cần dùng một liều thôi mà nó sẽ cho tác dụng rất là dài, có thể ra vài ngày hay là cả một cái đợt điều trị luôn. Thì bên glucocorticoid nó cũng vậy ha các bạn ha. Ví dụ như cortisone, thời gian bán thải của nó là 1,5 giờ, là 1 tiếng rưỡi ha các bạn ha. Thì thời gian tác động của nó có từ 8 đến 12 giờ thôi. Nhưng khi mà mấy bạn sử dụng các thuốc như prednisone hay prednisolone thì thời gian tác động trung bình của nó có thể là từ 12 giờ đến 36 giờ. Thì nghĩa là cái khoảng duy trì tác dụng của nó sẽ lâu hơn ha. Thuốc này á, khi các bạn sử dụng nó sẽ, nếu mà các bạn dùng liên tục nó dễ tích lũy trong cơ thể của mình hơn so với thuốc có tác dụng ngắn nha các bạn ha. Rồi, tương tự cái thuốc kéo dài đi, thời gian nó có thể kéo dài từ 36 đến 72 giờ ha. Thì nghĩa là nó, bạn dùng một liều nó có thể có tác dụng đến 2 ngày. Hơn 2 ngày luôn, gần 3 ngày luôn ha. Đó. Thì những cái thuốc này có tác dụng kéo dài, T1/2 nó dài như vậy các bạn, thì đa số mình chỉ dùng những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn, nhiễm trùng nặng, hoặc là những cái trường hợp mà mình cần thời gian tác động kéo dài thôi. Còn những cái trường hợp mà viêm nhiễm nhẹ thì mình nên thường đa số lựa chọn cái thời gian tác động trung bình là chính ha. Còn trong những cái trường hợp mà suy tiến thượng thận cấp hay là những mình muốn kháng viêm trong thời gian ngắn á, thì mình mới lựa chọn các thuốc tác động ngắn ha các bạn ha. Ngoài cái việc mà đây nó thể hiện cái thời gian tác động thì nó còn có tiềm lực kháng viêm nữa các bạn. Thì các bạn thấy là những cái thuốc này đi từ trên xuống thì cái tác dụng kháng viêm của những cái nhóm tác động kéo dài á, như dexamethasone hay là betamethasone, tiềm lực kháng viêm của nó sẽ cao hơn nhiều so với, tức là ví dụ như ta so sánh này là một này thì tiềm lực kháng viêm của nó tới 25 luôn ha các bạn ha, là nó gấp 25 lần cortisone luôn. Rồi, hai cái đó khác nhau nha chị, cortisone với cortisone này nó khác nhau tí xíu. Một cô sẽ prednisone này với prednisolone nó cũng khác nhau luôn. Rồi, đây, cái cortisone hay là mình còn gọi nó là hydrocortisone nha. Rồi, ủa cô giết bị, đợi cô một xíu nha.
Ủa, cô có để cái hình này mà cô quên mất bữa đó, để cho mà các bạn cô thấy thế nào được cũng biết các bạn là hỏi vụ cortisol này ha. Nhớ là hai cái này nó là dạng chuyển hóa qua lợi lẫn nhau nha các bạn ha, tùy theo cái cơ quan thì ở gan và thận nó có thể chuyển hóa qua lợi lẫn nhau, nhưng mà nó là hai chất nha các bạn. Và sau này khi mà học hóa dược á thì các bạn sẽ thấy là cái cấu tạo của nó khác nhau ở điểm nào nha. Rồi nên cái này là không phải là cái bảng này ghi lầm đâu nha, cortisol và cortisol nó khác nhau nha. Rồi được không chị Hồng, do là cô sợ cô nói không á cái chị, lớp mình không hình dung á nên nãy cô mới tắt để lấy cái hình cho mình xem nha. Dạ cô cảm ơn Rồi cô sẽ lúc mà cô gửi thì cô sẽ gửi luôn cái hình này cho mình để cho các bạn dễ theo dõi. Rồi nên do là hai cái này cortisol và cortisol N, nên các bạn khi mà mình đọc thì nó giống giống nhau, nhưng mà khi mà mình nhìn nó các bạn nhớ lưu ý ha, thì cái cortisol này nó có cái tiềm lực kháng viêm nó sẽ mạnh hơn cortisol N nha. Rồi cái prednisone với prednisolone này nè, nó có thêm một, nó chen ở giữa này nè, có thêm một cái mấy bạn cũng hay bị lầm lắm nha. Nhưng mà thường hai cái này một cái qua xuống đây thì các bạn sẽ biết là một cái nó là tiền cắt của chất kia. Ví dụ như cái hydrocortisone là nó sẽ là chất chuyển hóa có hoạt tính của cortisol. Cortisol này bản thân thằng này nó không có hoạt tính ha. Nó cần phải khi mà các bạn sử dụng thuốc, hay mình còn mấy hôm trước mình học cái quá trình dược động học á, thì cortisol này mình còn hay còn gọi là tiền dược ha các bạn ha. Tiền chất nó cần cái sự chuyển hóa trở thành hydrocortisone thì cho đáp ứng dược lý. Cô mở ngoặc ở đây cho các bạn biết đó là hydrocortisone này là cái dạng chuyển hóa có hoạt tính của cortisol nha. Rồi tương tự như vậy thì cái prednisolone bản thân nó là thuốc có hoạt tính, còn prednisone là tiền chất của prednisolone hay các bạn ha. Rồi hai cái dạng này là dạng tiền dược á, sử dụng uống ha. Thì tùy theo cái thuốc của mình là cái hoạt tính kháng viêm và khả năng giữ muối cũng như là cái thời gian tác dụng thì mình sẽ có những cái chỉ định riêng ha. Ví dụ như hồi nãy mình thấy là hydrocortisone với cortisone thì nó có thời gian tác động ngắn và cái hoạt tính kháng viêm của nó cũng yếu ha các bạn ha, nhưng mà nó sẽ được lựa chọn để điều trị thay thế hoặc cấp cứu trong các trường hợp mà bị suy tuyến thượng thận cấp. Tại vì mấy bạn biết rồi, trong cái trường hợp cấp cứu thì mình chỉ cần sử dụng thuốc trong một khoảng thời gian ngắn để cho bệnh nhân trong cái giai đoạn vượt qua được cái giai đoạn mà nguy hiểm đó thôi ha, mình không có sử dụng thuốc kéo dài thời gian tác dụng. Rồi tuy nhiên người ta sẽ ưu tiên lựa chọn hydrocortisone hơn là cortisone, bởi vì hydrocortisone nó bản thân nó là dạng có hoạt tính rồi, nên khi mà sử dụng trong cái trường hợp cấp cứu á, thì nó sẽ cho tác dụng nhanh hơn là cortisone. Rồi còn mấy đây thì thường lựa chọn nó chung chung ha, lựa chọn trong cái trường hợp kháng viêm hay là ức chế miễn dịch, thì các bạn thấy cái trường hợp mà bị chống thải ghép nữa thì mình cũng có thể lựa chọn glucocorticoid ha các bạn. Rồi cái methylprednisolone thì nó thường có hoạt tính giữ muối, nó cái hiệu à chỗ này để cho nói cho các bạn một số thuốc nha. Ví dụ như cái methylprednisolone đó các bạn, trong các thuốc thuộc nhóm này á, thì đa số trong các nhà thuốc á, nếu mà các bạn mà muốn cho tác dụng nhanh và cái khả năng mà làm giảm cái việc mà bị giữ muối nước mà bị phù á, thì người ta hay lựa chọn cái methylprednisolone này ha các bạn ha, bởi vì á, khả năng kháng khuẩn của nó cũng tương đối cao, nhưng mà bên cạnh đó thì cái khả năng giữ muối nước của nó thì lại rất là thấp, có khoảng 0.5 thôi, nên khi mà bệnh nhân sử dụng methylprednisolone này cái khả năng mà bị phù á nó ít hơn so với cortisone hay là cortisone N hay là prednisone hay các bạn ha. Còn cái dexamethasone và betamethasone á thì cái khả năng giữ muối của nó rất là thấp, gần như là không có luôn ha. Nhưng mà ngược lại á thì thuốc này nó lại có ái lực cao với receptor, nên cái khả năng ức chế
tiếng thượng thận của nó cao hơn so với các thuốc còn lại và thời gian lưu của nó cũng dài hơn nên tác dụng phụ của nó nhiều hơn so với những thuốc trên đây. Thì đa số các bạn thấy những cái chế phẩm mà thuốc có thời gian tác động kéo dài này, nếu mà điều trị những cái bệnh thông thường thì đa số là nó dùng dạng tại chỗ vô da thôi ha các bạn ha. Rồi liệu cái tác dụng của nó mạnh tới nỗi mà không những cái tiềm lực về kháng viêm nó mạnh mà cái liều dùng của nó cũng giảm hơn so với những cái thuốc khác trong nhóm ha. Ví dụ như để đạt được cái hiệu quả kháng khuẩn tương đương thì ví dụ như metinprednisolone mình phải dùng cái liều 16 mà liều 16 mg này vẫn không có cái hiệu lực kháng viêm bằng với 3 mg dexamethasone hay là betamethasone hay các bạn ha. Rồi cô hồi bài này cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái thông tin về các cái dạng bôi da mà mình lúc nào mình sẽ lựa chọn thời gian tác động ngắn, khi nào tác động trung bình và khi nào thời gian tác động dài ha. Tí xíu cái dạng bôi da mình hay dùng. Rồi trên đây là tiếp theo là cái triamcinolone và dexamethasone và betamethasone ha các bạn ha, thì cái hoạt tính kháng viêm của nó rất là cao, đặc biệt là hai cái thuốc cuối này là dexamethasone và betamethasone. Thường nó sẽ được dùng trong các kháng viêm ức chế miễn dịch, đặc biệt là các trường hợp ứ nước ha các bạn. Tại vì bệnh nhân mình đang bị ứ dịch phù á thì mình sẽ ưa chuộng lựa chọn hai cái này, thì dẫn đến là nó sẽ giúp cho bệnh nhân cái tình trạng không có làm nặng thêm cái tình trạng phù của bệnh nhân ha. Ngoài ra thì cái betamethasone và dexamethasone á thì cũng thường được chỉ định bạn bạn thấy là glucocorticoid á, thì mình không có ưu tiên lựa chọn cho phụ nữ mang thai, nhưng mà hai cái thuốc cuối này có thể cân nhắc lựa chọn cho phụ nữ mang thai trong các trường hợp mà tiêm để cho những cái trường hợp mà phụ nữ mang thai bị dọ sinh non á các bạn, giúp trưởng thành phổi của trẻ ha. Tí xíu lúc mà cái đối tượng phụ nữ mang thai cô sẽ nói lại. Rồi trên đây là một số cái chỉ định cơ bản của nhóm corticoid ha, mình đã học ở trong dược lý rồi. Cô chèn thêm cái slide này lại cho các bạn ôn bài, các bạn đọc thôi. Ví dụ như thay thế hóc môn là trường hợp mà suy tuyến thượng thận mãn tính, nguyên phát hay thứ phát gì đó, nghĩa là cơ thể của mình bị suy tuyến thượng thận không có tiết đủ cái hydrocortisone phục vụ cho các nhu cầu sống của cơ thể, thì mình có thể sử dụng hóc môn corticoid với nhiệm vụ là thay thế hóc môn nha các bạn ha. Rồi hoặc là các trường hợp suy vỏ thượng thận cấp tính hay là tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh thì mình cũng có thể, bác sĩ có thể cân nhắc kê corticoid như một cái liệu pháp hóc môn thay thế. Hoặc là một số cái trường hợp viêm, ví dụ như viêm khớp dạng thấp hay là những cái trường hợp viêm nặng như lupus ban đỏ hệ thống hay là hội chứng thận hư hay là hen phế quản COPD, thì mình cũng có, khi mà bệnh nhân bị viêm dẫn đến là sưng cái đường, đúng là đối với trường hợp hen suyễn thì nó sẽ sưng cái đường ống dẫn khí, thì làm cho cái bệnh nhân tình trạng khó thở nó sẽ nặng hơn, thì một trong những cái thuốc trong phác đồ điều trị á, ngoài cái việc mà giảm co bóp, giảm co thắt phế quản, giãn phế quản là salbutamol nhóm kích thích beta 2, thì mình có thể sử dụng nhóm kháng viêm là corticoid, chứ mình không được sử dụng kháng viêm NSAID ha. Lý do vì sao là học rồi nha. Rồi ngoài ra thì có thể dùng một số cái bệnh và các trường hợp nhiễm khuẩn khác thì các bạn có thể đọc lại tham khảo nha. Rồi một số tác dụng này thì các bạn đã học hết ở dược lý rồi ha, nhưng mà cô ghi lại một lần nữa thôi các bạn xem. Về chuyển hóa nó sẽ tăng lucid, tăng rotit, giảm tăng sự chuyển hóa của protein ha. Do đó khi sử dụng những cái thuốc mà thuộc nhóm corticoid này thì cái chế độ ăn thì nên hạn chế ăn chế độ ăn quá nhiều đường hay là lipid, tại vì nó tăng cái việc tổng hợp lipid ha các bạn, dẫn đến bị rối loạn nhũn mỡ á. Rồi bên cạnh đó thì khi mà sử dụng corticoid nó có thể kích thích thần kinh trung ương, rồi trên tiêu hóa thì nó tăng tiết dịch vị nè, giảm sản xuất chất nhầy, dẫn đến là một trong những tác dụng phụ điển hình của corticoid là loét dạ dày tá tràng. Do đó ví dụ như về cái tương tác của corticoid với NSAID á, là mặc dù á, hai cái thuốc này
cái receptor và cái tác động của nó khác nhau, nhưng mà khi phối hợp chung với nhau thì nó sẽ làm tăng cái tác dụng phụ là loét dạ dày tá tràng ha. Rồi bên cạnh đó thì nó có thể ức chế sự tái tạo tổ chức hạt hay nguyên sợi, dẫn đến là nó sẽ làm chậm lên sẹo hoặc là chậm lành vết thương, nghĩa là những cái vết thương hở khi bôi lên đó, thì nó sẽ làm chậm việc mà tái tạo và lành cái vùng da chỗ đó ha các bạn ha. Rồi còn trên cơ văn đó, thì glucocorticoid nó có thể cần để duy trì các chức năng bình thường của cơ văn, do đó khi mà thiếu thì có thể làm cho cơ thể của mình suy nhược mệt mỏi. Mình thừa cái lượng glucocorticoid á thì nó sẽ làm suy tiến thượng thận rồi gây ra những cái tác dụng phụ ví dụ như loét dạ dày tá tràng, nhưng mà mình thiếu nó ví dụ như các trường hợp mà suy tiến thượng thận rồi suy vỏ thượng thận gì đó thì cơ thể của người đó có thể bị suy nhược mệt mỏi thiếu năng lượng ha các bạn ha. Rồi còn về cái nội tố khác thì khi mà mình dùng liều cao kéo dài đó các bạn thì nó sẽ ức chế ngược cái tuyến yên, các bạn biết vùng dưới đồi nó sẽ kích thích tuyến yên tiết ra ACTH, ACTH sẽ kích thích lên cái vỏ thượng thận thì lúc này vỏ thượng thận mới tiết corticoid. Mà bây giờ khi các bạn sử dụng nó có hệ, nó có cái cơ chế là feedback hay các bạn, khi các bạn sử dụng corticoid một cái liều cao kéo dài thì nó sẽ báo động lên cái vùng dưới đồi, vùng dưới đồi sẽ không tiết ra cái chất kích thích lên tuyến yên, lúc này sẽ ức chế tuyến yên tiết ra ACTH, mà tuyến yên không tiết ra được ACTH thì nó sẽ không kích thích vỏ thượng thận và thế là vỏ thượng thận không làm việc và bị teo lại hay các bạn hay là bị suy vỏ thượng thận. Nó Tùng ơi, nó vết thương không lành thì sao cô? Ở đây vết thương không phải là nó không lành em, mà nó sẽ chậm. Ý là cái nó ức chế sự tái tạo các tổ chức hạt nguyên sợi bào, cái do đó nó sẽ làm chậm liền sẹo và chậm làm lành vết thương. Do đó mình sẽ không có trụ mà bôi trực tiếp cái corticoid lên cái vết thương hở nha em. Chứ vết thương nó sẽ bị chậm lành thôi, chứ nó không phải là nó không lành, nó kéo dài thời gian tái tạo thôi. Được không Tùng? Rồi, tiếp ha. Nên thường á là mình sẽ thấy các bạn thấy cái trường hợp viêm á, các bạn nổi mẩn hay dị ứng hay là cái bị lupus đó. Bạn đang vết thương của bạn vết thương hở hả? Vết thương bạn hở thì thường các cái dạng bôi đó nó sẽ, nếu mà vết thương mình hở thì bạn, nếu mà bạn sợ viêm á thì bạn nên chuyển sang dạng uống đi ha, thì vết thương mình nó sẽ mau lành hơn. Chứ bạn mà kho cái corticoid thời gian lâu dài quá, cái vết thương bạn không lành, nó không những nó không kháng viêm được mà khi cái vết thương của bạn để nó kiểu là nó không lành lâu quá thì nó là một cái ổ để tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn. Bạn, nhưng mà bạn đang bị vấn đề gì mà bạn vết thương bạn này, vết thương bạn bằng bị gì? Tùng có thể nhắn nha để cô sẽ giảng tiếp đi, rồi hồi sau khi giảng xong thì cô sẽ trả lời cho Tùng nha. Tùng bị cái gì mà Tùng uống không có tác dụng? Corticoid nó có tác dụng toàn thân mà. Vết thương hở á, các bạn mình sẽ hạn chế sử dụng bôi trực tiếp corticoid nha. Hạn chế chứ không phải là mình. Dạ thưa cô, là vết thương của em là nó thuộc kiểu lạ lùng lắm cô. Ý là ví dụ như là mình bị xước da đứt tay hay là mình bị mũi cắn đi thì nó sẽ sờ khỏi trong vòng 3 đến 7 ngày đúng không? Đúng của em thì nó không có thời gian khỏi đúng không? Nghĩa là nếu như em không may em bị bạn, xước ấy. Đang để cho cô hỏi xíu, bạn có bị một cái vấn đề, ý là đó là bạn có đi kiểm tra, bạn có vấn đề gì về miễn dịch không? Miễn dịch thì em có test miễn dịch thì chỉ có thấy là IgE tăng nữa không, chỉ có báo hiệu ứng mà kiểu dị ứng thôi không? Dị ứng rồi,
cái trường hợp của bạn á, thì bạn có thể sau khi kết thúc á, thì bạn có thể chụp thử cái vết thương của bạn ha. Cô có thể hỏi thử thăm bác sĩ giùm cho bạn nha. Chứ bình thường á, do tùy theo cái cơ địa nữa. Tại vì á, nếu mà bạn là thuộc dạng ví dụ như cơ địa một số người ví dụ như bị tiểu đường á bạn, cái khả năng miễn dịch kém á, thì cái vết thương rất là chậm lành luôn. Nhưng mà cô do bạn trẻ quá, cô không, nếu mà bị đái tháo đường á, thì thường tiếp 1 á, là nó sẽ xuất hiện từ khi bạn còn nhỏ rồi. Còn thường đái tháo đường tiếp 2 á, thì khoảng từ 45 trở lên, thì cô lại không nghĩ là bạn có vấn đề về tiểu đường, nhưng mà có một số bạn có vấn đề về miễn dịch á, thì cái khả năng lành vết thương cũng rất là chậm ha. Còn ví dụ như bạn sử dụng corticoid này á, thì thường nó làm chậm lên sẹo với chậm lành vết thương thôi, chứ nó không phải không lành luôn. Nhưng mà việc mà mấy bạn để vết thương mình lâu lành quá như vậy á, thì nó dễ bị nhiễm khuẩn lắm. Rồi. Dạ, tại của em nó tại em đi khám đại học y dược với bệnh da liễu rồi đó, thì bác sĩ kêu là chính xác là không biết đây là bệnh gì đúng không? Với lại em có đi hỏi nhiều kiểu giáo sư tiến sĩ rồi, kiểu anh của em cũng bệnh viện cũng làm bên bệnh da liễu không, thì cũng không ai biết đây là nó thuộc cái gì, mà xét nghiệm nó chỉ số hoàn toàn bình thường. Ủa, những cái vết thương của bạn cứ cứ như vậy hoài nó không lành hả? Dạ, Nó nó không có chảy lành huyết chứ? tương liên tục không? Nó không có, nó không làm con gì, nó chảy huyết tương liên tục, nó chảy 24/24 luôn, nó không ngừng luôn. Nhưng mà nó có bị nó, cái vết thương bạn có bị ăn guồng không? Nghĩa là nó càng càng bị ăn guồng vô trong, nó bị sâu hơn á. Để không có, nó ăn rìa con, còn nó không có sâu thêm, nó chỉ có rìa rìa thôi, kiểu như càng ngày phần rìa nó lấn lấn là rìa nó càng thêm con. Ủa, bạn 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 khám về miễn dịch mấy cái bệnh mà liên quan tới miễn dịch đều không có á. Bạn đã xét Dạ nghiệm không là có. tiểu đường hay là những cái bệnh mà suy giảm miễn dịch không có. Dạ Sao không bạn có. kể giống 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 cái biểu hiện của suy giảm miễn dịch rê á. Dạ tại em cũng đi khám rồi, bác sĩ kêu là xét nghiệm nhìn kết quả thì bình thường không? Chỉ có báo là có thể bị dị ứng, do cái này do dị ứng mà không rõ dị ứng cái gì, xong rồi nó cứ vậy hoài. Ấy, em mà bị muỗi cắn thì khoảng 6 tháng đến 1 năm thì chỗ đó nó mới khỏi. Cái đó. Cái đó là đúng, là cái vấn đề là nó liên quan về cái miễn dịch của bạn là nhiều quá. Tại vì bạn nói là cái khả năng là do là khả năng mà dị ứng á, thì khi mà bạn tiếp xúc như vậy á, thì cái vùng da của bạn nó bị nhạy cảm á, do cơ địa của bạn á. Nhưng mà cái việc mà bị muỗi cắn mà tới gần nửa gần 6 tháng 1 năm á, thì nó hơi hơi bị có vấn đề gì đó, do mình chưa tìm được nguyên nhân ha. Đâu, bạn cứ kết thúc này đi rồi kết thúc buổi hôm nay á, thì bạn thử bạn gửi cho cô thử xem, thì cô cũng không chắc là cô sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất cho bạn, nhưng mà để cô xem thử cái tình trạng của bạn thử, nếu mà cô có biết gì thì cô sẽ cho bạn một cái lời khuyên ha. Dạ, ngày ngày Rồi. xưa em học xong rồi em bị bận lâu quá, em quyết định đi học dược để em tự mua thuốc tự ấy cho bản thân đúng không? Do là nếu có nhiều, nhiều trường hợp đó là giống như nó do cơ địa rồi, mình không có thuốc đặc trị á, thì mình sẽ điều trị hỗ trợ. Ví dụ như cái trường hợp của bạn á, thì bạn có thể giữ gìn vệ sinh của vết thương đó, nếu mà nó lâu lành da như vậy á, thì mình có thể bôi hỗ trợ những cái thuốc mà nó giúp cho tái tạo da, hoặc là nếu mà quá nhạy cảm á, thì nếu da bạn nó bị như vậy thì bạn có thể bôi những cái Bovidin á, nó sát khuẩn phía ngoài á, và giữ sạch vết thương để cho nó tăng cái khả năng Dạ, lành. cô, cái povidine thì của em nó bôi nó làm khô rìa cô, còn ở trong nó vẫn chảy huyết tương cô. Với lại mấy cái Cái mà bôi vết em thương của nhiều bạn lắm. cũng sâu á. Dạ, tại lúc đầu nó chỉ là một cái bé xíu à, nó bé như đầu kim mà, xong rồi nó cứ làm dần Ủa, lan bây dần giờ lan bạn dần. có vết thương không? Nghĩa là Dạ bây giờ có, khi nào có cô. rồi, vậy tí khi nào cái bạn kết thúc đi, lúc nào bạn rảnh á thì bạn có thể chụp cho cô xem thử nha. Chứ bây giờ ví dụ như cô cũng nghe bạn nói thôi, nhưng mà cô không nhìn được, thứ nhất là cô không nhìn được vết thương của bạn, chứ là bạn biết là mình học dược á, mình sẽ biết nhiều về thuốc, và khi là biết khi mà thăm khám lâm sàng biết được cái bệnh chính xác của bạn rồi á, thì mới có cái cách trị á. Ví dụ như bạn đưa cho cô hình đó, thì cô sẽ hỏi một số đồng nghiệp của cô làm bên bác sĩ á, thì biết đâu được bạn hỏi những người mà tiến sĩ nhưng mà lại họ là không không gặp được cái ca lâm sàng của bạn. Đôi khi ở ở những cái vùng mà có những bác sĩ đi, nhưng mà cái lượng bệnh nhân và cái việc đa dạng của bệnh nhân á, là tùy nữa ha bạn ha.
Thì biết đâu được bạn đồng nghiệp của cô lại có kinh nghiệm về cái ca của bạn ha. Dạ, dạ vâng, em cảm ơn cô rồi ạ. Rồi, không có gì. Chừng nào mà bạn thuận tiện thì bạn cứ gửi Zalo cho cô ha. Không có gì. Rồi, vậy ha bạn ha. Rồi. Cái nãy cô nói với các bạn giống hình như các bạn nhớ nè. Trong cái trường hợp mà hen suyễn đó các bạn, thì mình hay sử dụng cái bình xịt hen suyễn đó, hay chứa cái thành phần corticoid đó các bạn. Thì khi mà mình được khuyên á, là sau khi mà sử dụng cái bình xịt thì các bạn nên súc miệng để tránh cái trường hợp là cái khi mà mấy bạn corticoid nó sẽ ức chế miễn dịch. Ức chế miễn dịch thì mình không súc miệng thì cái lượng corticoid nó dư thừa nó sẽ bám quanh cái miệng mình á. Thì bình thường candida, những cái nấm candida nó vẫn có ở miệng của mình, nhưng mà do mình có miễn dịch nên nó sẽ không có bị nhiễm nấm. Nhưng mà các bạn khi mấy bạn để corticoid dư thừa đóng ở trên miệng mình thì có thể gây nhiễm nấm candida ở miệng ha. Thì tương tự ví dụ như các cái trường hợp mà cái việc mà các vết thương hở nó làm chậm liền sẹo hay là chậm lành vết thương này thì người ta không có khuyến khích là bôi trực tiếp corticoid lên trên những cái vết thương hở ha các bạn ha. Ở đây là cô đã nói là không khuyến khích chứ cô không nói là chống chỉ định tuyệt đối bôi trên vết thương hở ha các bạn. Tại vì có một số cái trường hợp mà những cái vết thương á mà người ta sợ á, là nó bị nó viêm, nó nhiễm trùng, nó bội nhiễm á, thì bác sĩ cũng có thể cân nhắc sử dụng trực tiếp corticoid dạng gắt lên trên đó, hay là nhưng mà dưới sự theo dõi của bác sĩ ha các bạn về liều lượng và cái dạng dùng như thế nào nha. Chứ cô thấy cái câu bạn Nguyên hỏi là không sử dụng là không khuyến cáo thôi chứ không phải là chống chỉ định tuyệt đối nha em, tùy trường hợp. Tí xíu cô mới nói là cái dạng bôi da thì cô sẽ nói là những cái trường hợp nào mà mình cần sử dụng ha. Rồi thì với những cái tác dụng đó thì các cái chỉ định của hormone corticoid thì có trong cái bảng rồi ha các bạn, và các bạn nhìn cái bảng có thể ôn bài, hoặc là không hiểu thì các bạn có thể đọc bằng cái diễn giải bằng lời của cô ha, qua chỉ định. Và nãy cô cũng nói là cái glucocorticoid, đặc biệt là cái betamethasone và dexamethasone sẽ có thể sử dụng cho phụ nữ mang thai để giảm nguy cơ suy hô hấp cho trẻ sinh non ha, hay người ta còn gọi là cái chuẩn thành phổi. Hôm bữa học sử dụng thuốc cho đối tượng là phụ nữ mang thai thì cô có nói cái này một lần rồi ha. Thì đó là cũng là chỉ định của corticoid. Rồi thì corticoid là một cái nhóm kháng viêm mạnh ha các bạn ha, và nó đa số nó có hiệu quả hầu hết các loại viêm, từ viêm khớp, viêm cơ tim thấp, hay là viêm thận do lupus ban đỏ, hay là viêm mắt, và các cái trường hợp viêm khác thì nó cũng hiệu quả ha. Bên cạnh đó thì các cái bệnh dị ứng khi sử dụng corticoid nó cũng hiệu quả luôn. Tại vì corticoid khi mấy bạn sử dụng nó có thể ức chế sự các chất trung gian là histamine luôn các bạn, nên nó cũng có thể sử dụng như một cái thuốc điều trị dị ứng. Rồi, và các bệnh liên quan đến hệ miễn dịch thì corticoid nó cũng có hiệu quả ha. Rồi, bên cạnh đó thì những cái bệnh dịch collagen như lupus ban đỏ, viêm nhiều cơ, viêm nhiều khớp ha các bạn ha, hoặc là các cái trường hợp mà ghép, ví dụ như ghép thận, ghép gan á, để chống thải ghép thì người ta cũng có thể kê corticoid nữa. Thì các bạn thấy là corticoid có rất nhiều cái tác dụng kháng viêm, nhưng mà không phải là cứ mấy bạn cứ lấy một thuốc trong đây mấy bạn sử dụng thì nó sẽ có hiệu quả, mà một thuốc nó chỉ có hiệu quả khi mấy bạn sử dụng đúng cách, đúng bệnh và đúng liều lượng và đúng cách dùng nữa ha các bạn ha. Rồi tiếp theo là một số cái tác dụng phụ và cách khắc phục. Thì tác dụng phụ thì các bạn biết rồi ha, corticoid nó sẽ có tác dụng phụ toàn thân và tại chỗ. Toàn thân là khi các bạn sử dụng đường uống lâu dài thì nó sẽ cho một số tác dụng phụ, ví dụ như loét dạ dày tá tràng, hội chứng Cushing, hay là ức chế miễn dịch, hoặc là nhiễm nấm gì đó, hay là bị tăng đường huyết, rối loạn lipid máu. Thì những cái đó là tác dụng phụ toàn thân, ví dụ như tác dụng mà teo da hay gẹn da, hay là tác dụng tăng nhãn áp, thì đó là những cái tác dụng tại chỗ ha các bạn ha, khi các bạn sử dụng các dạng nhỏ mắt hay là dạng bôi da. Thì những cái tác dụng phụ này á, mấy bạn đã học rồi, nãy cô đã kể sơ rồi ha, các bạn phân biệt dùm cô là cái tác dụng phụ nào mà nó diễn ra toàn cơ thể mình gọi là tác dụng phụ toàn thân. Ví dụ như tăng huyết áp, phù đồ thì tác dụng phụ toàn thân.
Còn những cái tác dụng mà khu trú ở một cái vùng nào của cơ thể là gọi là tác dụng phụ tại chỗ nha. Ví dụ như đục thủy tinh thể nè. Rồi viêm da, teo da hay gẹn da. Rồi một số cái bên cạnh tác dụng phụ gì đó thì mình sẽ có một số chống chỉ định. Nó có tác dụng phụ là gây loét dạ dày tá tràng, nên nó sẽ chống chỉ định cho loét dạ dày tá tràng tiến triển nha các bạn ha. Hoặc là các trường hợp mà nhiễm nấm hay virus mà chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, mình cũng sẽ không dùng corticoid. Bởi vì các bạn thấy là corticoid nó sẽ ức chế miễn dịch. Và nó ức chế miễn dịch đó thì nó có khả năng là khi mấy bạn bị nhiễm nấm, nhiễm virus, nó cần cái hệ miễn dịch của mình để phục hồi. Mà bây giờ mấy bạn sử dụng corticoid mà không có thuốc đặc trị, nghĩa là không có thuốc điều trị mà kháng virus, thì bạn dùng corticoid nó chỉ kháng viêm và ức chế miễn dịch, thì nó làm cho cái tình trạng viêm nhiễm của mình nó trầm trọng nặng hơn ha các bạn ha. Ví dụ như bạn Tùng nói cái tình trạng của bạn á, nếu mà bạn không tìm được cái nguyên nhân bạn đang điều trị, bạn đang bị một cái vết đó, bạn điều trị corticoid theo nguyên tắc nó kháng viêm đúng, nhưng bạn thoa cái corticoid đó lên, bạn đang làm cho cái quá trình kháng, quá trình viêm nhiễm nó giảm đi, nhưng đồng thời nó cũng ức chế miễn dịch và làm cái vết sẹo ở da đó luôn. Trong khi đó bạn chỉ đang điều trị cái triệu chứng của nó thôi, nhưng mà bạn không tìm được cái nguyên nhân gốc là cái việc mà bạn không làm lành da đó là do bạn bị giảm miễn dịch, hay bạn đang nhiễm một con virus hay vi khuẩn gì, hay là mấy bạn đang bị một cái bệnh đi kèm gì. Muốn mà sử dụng corticoid, mấy bạn nên, nó chỉ là dùng để điều trị triệu chứng viêm thôi các bạn. Còn muốn điều trị bệnh tận gốc thì mấy bạn phải tìm được cái nguyên nhân gây bệnh, và mấy bạn sẽ phối hợp chữa nguyên nhân gây bệnh và điều trị triệu chứng, thì cái việc điều trị của bạn mới đạt được cái hiệu quả tối đa. Còn ví dụ như các bạn mà bị nhiễm khuẩn đi, nhiễm vi khuẩn lao đi, thì các bạn thường ho về đêm, khó thở, rồi bị đau nhức. Các bạn đi ra bạn không xác định được mình bị nhiễm vi khuẩn lao, các bạn sử dụng corticoid nè, kháng viêm, sử dụng thuốc giảm ho, sử dụng thuốc giảm đau, thì các cái triệu chứng của bạn đều hết. Nhưng cái tình trạng bị nhiễm khuẩn lao của mấy bạn á, nó sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Tại vì mấy bạn sử dụng những thuốc điều trị triệu chứng, nó đã che giấu đi, nó làm cho bạn lướt qua được cái triệu chứng đó, nhưng mà mấy bạn không biết rằng cái bản thân là phổi các bạn đang bị vi khuẩn lao nó tấn công, và nó đang ăn mòn cái nó đang, tại vì khi mấy bạn nhiễm khuẩn khuẩn lao nó sẽ ký sinh vào cái, nó sẽ kiểu là nó sẽ phân bố ở trong phổi của mình ha, nó sẽ tác động lên phổi, và nó sẽ thường á, sau những cái đợt điều trị lao vậy, rằng nó sẽ có một cái khoang, giống như khi mà chụp X quang á, mấy bạn sẽ thấy cái phổi mình giống như nó lủng một cái lỗ gì đó các bạn, là vi khuẩn nó sẽ ăn mắc một cái lỗ đó, và nếu bạn không điều trị kịp thời thì phổi, cái phần phổi của mình nó sẽ bị khuyết nhiều hơn, và khi khuyết nhiều hơn cái đó thì cái chức năng hô hấp của mình nó giảm, và đồng thời khi phổi, lá phổi của mình nó có những cái lỗ hổng như vậy á, thì thường khi lớn tuổi mà nếu mà mình không có cái chế độ sinh hoạt tốt hay là sức khỏe thì những cái đó nó hay bị nhiễm nấm lắm các bạn, cái phổi nó hay bị nhiễm nấm, cái đó là cái hệ quả của những người mà bị lao phổi ha các bạn ha. Thì đối với những trường hợp mà bị lao như vậy thì mình phải vừa kết hợp điều trị triệu chứng mà mình phải kết hợp điều trị nguyên nhân nữa nha các bạn, chứ nếu mà chỉ điều trị triệu chứng thôi á thì nó chỉ bạn có uống thuốc thì hết bệnh, bạn ngưng thuốc thì bệnh nó còn nặng hơn nữa. Rồi và mình cũng không sử dụng corticoid trong các trường hợp tiêm chủng vaccine virus sống này các bạn ha, vì nó giảm miễn dịch cơ thể của mình, thì những cái vaccine mà virus sống này nó có thể là mình đầu tiên là mình tiêm vaccine virus sống để cơ thể mình tạo kháng thể, mà bây giờ mình làm cho cơ thể của mình giảm miễn dịch, thì những cái vaccine virus sống này nó có thể tấn công mình và làm cho mình bị bệnh ha các bạn. Rồi và mình tuy nhiên mình sẽ không có chống chỉ định tuyệt đối cho những cái trường hợp điều trị ngắn ngày hay những cái trường hợp mà điều trị đe dọa tính mạng nha. Tại vì giữa cái cân nhắc giữa yếu tố nguy cơ là tử vong và cái yếu tố lợi ích là hạn chế sự tử vong, và yếu tố nguy cơ là những cái tác dụng phụ, mười mấy tác dụng phụ đi kèm của corticoid, thì mình vẫn ưu tiên sử dụng hơn, rồi tác dụng phụ mình sẽ khắc phục sau ha.
Do đó nó sẽ không có chống chỉ định tuyệt đối tất cả các trường hợp. Rồi. Tiếp theo là một số cái thận trọng ha. Ví dụ như corticoid thì các bạn thấy là nó sẽ làm giảm sự hấp thu canxi, dẫn đến có thể bị loãng xương, tăng huyết áp, đái tháo đường. Thì đối với những cái bệnh nhân mà có những cái bệnh lý liên quan này thì khi sử dụng corticoid thì mình cần phải theo dõi ha để phát hiện những cái triệu chứng bất thường và có cái phương pháp xử lý hợp lý. Rồi. Đây là cũng cái bảng hồi nãy thôi ha các bạn ha. Tuy nhiên là cái này nó sẽ đưa ra chỉ định, ví dụ như suy thượng thận cấp thì nãy cô nói là những cái thuốc mà tác động ngắn đó các bạn. Hồi nãy cô chỉ nói chung chung thôi, còn cái này là những cái chỉ định chính mà hay dùng luôn để cho các bạn có thể xem tham khảo ha. Rồi. Nó cũng cái giống cái bảng kia nhưng mà có hình thức trình bày khác thôi. Rồi, trên đây là một cái số dạng corticoid ha các bạn ha. Như methylprednisolone là cái thuốc tác động trung bình thì nó hay có ở dạng viên uống 4 mg hoặc là 16 mg ha các bạn ha, với biệt dược là Meron các bạn. Thì khi muốn bạn sử dụng này thì có thể sử dụng một lần vào buổi sáng ha các bạn ha, thì nó có thể có tác dụng cả một ngày luôn chứ không cần phải dùng hai lần một ngày. Rồi ngoài ra thì các cái corticoid nó có thể là ở dạng tiêm ha các bạn, hoặc là dạng bôi da. Cái cortisone này là cái loại mà có rất là lâu đời ha các bạn ha. Đó là dexamethasone. Hồi xưa lúc nào nhà cô cũng có cái chai này hết. Bị nước, bị kiểu là nước mà ăn chân á mà các bạn, hay là bị nấm chân, hay là bị ngứa, bị dị ứng gì á, cũng ho cái này hết các bạn. Và hồi xưa lúc mà cô còn nhỏ, cô thấy mà chị cô bị mụn á, mụn trứng cá, ho cái này nó cũng đỡ luôn các bạn. Thì các bạn biết rồi, dexamethasone nó là một cái thuốc corticoid tác động mạnh mà rồi thời gian kéo dài nữa, nên khi sử dụng thời gian đầu tiên mà dùng để xúc điều trị mụn á là cái tình trạng mụn nó được giảm lắm luôn các bạn. Nhưng mà mấy bạn biết rồi, dùng cái này rồi mấy bạn đâu có thể dùng kéo dài. Nếu mà bạn dùng kéo dài lâu quá thì nó sẽ dẫn đến cái vấn đề, những cái vấn đề tại chỗ, ví dụ như teo da, rạn da rồi ha các bạn ha. Rồi ví dụ như da mấy bạn có vết thương gì đó thì nó lại chậm liền sẹo nữa. Thì việc mình sử dụng nó chỉ đúng trong một giống như là cái đợt cấp hay gì đó các bạn điều trị thôi. Rồi mình phải có cái phương pháp là giảm liều hay là ngưng một cách mà khoa học nha các bạn. Rồi, chứ không phải là cứ thấy nó đẹp thôi nhưng mà rồi xong cái ngưng đột ngột á là cái da mình còn ghê hơn cái lúc mà trước khi thoa nữa. Rồi. Tiếp theo là cái cần các bạn, những cái điều mà các bạn cần lưu ý về sử dụng corticoid ha. Thứ nhất là nên chọn liều thấp nhất có hiệu quả ha, và tránh sử dụng kéo dài, biết vì sao rồi ha, để tránh cái tình trạng là suy tuyến thượng thận. Rồi, nên chọn các loại có thời gian bán thải ngắn và vừa, ví dụ như prednisolone thì nó sẽ dẫn đến là nó ít tích lũy trong thuốc, ở trong cơ thể hơn ha, ít cho tác dụng phụ hơn. Rồi, suy tuyến thượng thận là một cái tai biến đáng ngại khi sử dụng corticoid và thường xảy ra khi dùng liều kéo dài ha các bạn ha. Và đặc biệt là điều trị ở người cao tuổi thì cái chức năng gan thận của họ suy giảm á, thì sử dụng corticoid nó sẽ bị lưu trữ lâu ở trong cơ thể, tích trữ lâu ở trong cơ thể thì dẫn đến là tác dụng phụ ha. Rồi, do đó với những cái đối tượng mà người cao tuổi này á, thì mình cần khi kê corticoid thì mình cần theo dõi chặt chẽ. Rồi, để tránh khi tiến lượng thận cấp á, thì mình các bạn nhớ lưu ý một điều ha. Đây cái điều cô tô lên nè. Không ngưng thuốc đột ngột. Tại vì ví dụ như các bạn muốn, mấy bạn thấy lúc đầu tiên cô nói là khi sử dụng glucocorticoid, tuyến thượng thận nó quay lại bình thường, nó có thể mất từ vài tháng có cho đến khi cả năm. Do đó nếu mà bạn ngưng đột ngột như vậy thì tuyến thượng thận nó sẽ không quay lại được, ý là cái hoạt nó không quay lại hoạt động được bình thường, nó sẽ không tiếp đủ cái lượng glucocorticoid mà mình cần ha. Rồi do tự nhiên mấy bạn đang cung cấp hàng ngày, cái tuyến thượng thận nó đâu có hoạt động, khi mấy bạn ngưng đột ngột thì cái lượng glucocorticoid nó sẽ giảm đột ngột và nó sẽ gây ra suy tuyến thượng thận cấp rất là nguy hiểm ha các bạn ha. Thì mình tránh cái điều này. Để tránh cái điều này thì tí xíu sẽ có cái nguyên tắc khi mà sử dụng glucocorticoid thời gian dài thì mình dùng làm sao để cho tránh được cái tình trạng suy tuyến thượng thận. Rồi, thì suy tuyến thượng thận, ngoài ra cái việc mà sử dụng corticoid lâu dài nó có thể có hiện tượng thứ nhất là chán ăn, mệt mỏi, trầm cảm sau khi ngừng thuốc hay các bạn ha. Do hồi nãy các bạn biết rồi,
Corticoid khi mà nó liên quan tới nội tiết tố cũng như một số cái chuyển hóa trong cơ thể của mình ha. Khi thiếu á, thì sẽ làm cho cơ thể mình bị mệt mỏi. Rồi, những hiện tượng này nó sẽ phục hồi sau một thời gian khi mà cái tuyến thượng thận của mình nó, tuyến vỏ thượng thận của mình nó quay lại hoạt động và tiết được cái lượng corticoid đủ để duy trì các hoạt động của cơ thể ha. Rồi, lượng na cộng khi sử dụng thì khi cũng chú ý ha các bạn ha. Các bạn thấy là glucocorticoid nó sẽ gây làm tăng giữ muối nước nên gây phù ha các bạn. Do đó, đặc biệt là những cái thuốc mà tác động ngắn thì ví dụ như hydrocortisone, cortisone, prednisolone hay prednisone ha các bạn ha. Thì các bạn thấy là những cái thuốc này á, cái khả năng giữ muối nước của nó rất là cao. Do đó, khi mà sử dụng các cái corticoid này trong chế độ ăn của mình á, thì mình nên hạn chế cái đường ăn quá mặn ha các bạn ha. Hạn chế cái cung cấp na cộng. Và bên cạnh đó thì mình cũng điều chỉnh cái chế độ ăn là tăng protein và hạn chế gluco hay là đường ha các bạn ha. Và hạn chế các chất béo, bởi vì sử dụng glucocorticoid nó sẽ làm tăng tổng hợp lipid, dẫn đến là có tác dụng phụ là gây rối loạn mỡ máu các bạn. Mà mình ăn cái chế độ ăn nhiều chất béo nữa thì nó có thể là làm cho cái tình trạng này nó trầm trọng hơn ha. Rồi, bạn Thọ Vi nhớ báo cho bạn Đạt dùm cho cô nha. Rồi, mình cũng gần xong rồi các bạn gán một xíu ha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ nói về cái chế độ dùng thuốc cách ngày ha, để nhằm hạn chế cái việc suy tuyến thượng thận. Thì cái điều trị cách ngày là tức là mình một ngày dùng, một ngày nghỉ để cho tuyến thượng thận có cái thời gian phục hồi ha các bạn ha. Thì nó sẽ thích hợp trong các trường hợp mà sử dụng corticoid kéo dài từ vài tuần, trong các cái bệnh ví dụ như viêm loét ruột kết hoặc là ghép thận này các bạn, cái trường hợp thải ghép đó. Rồi viêm da mãn tính hay là các trường hợp nhược cơ nặng hay trường hợp hen suyễn. Thì các bạn biết rồi, hen suyễn là bệnh mãn tính, thì nó khi mà thời tiết thay đổi thì nó có những cái đợt mà những cái cơn hen nó bị tái phát đó, thì cần phải điều trị lâu dài á, thì mình có thể áp dụng cái chế độ là dùng cách ngày, một ngày dùng một ngày nghỉ ha các bạn ha. Rồi, và những cái bệnh mà không thích hợp với chế độ điều trị cách ngày này á, là các trường hợp viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ toàn thân hay là viêm động mạch của tế bào khổng lồ á, đây là một cái bệnh thôi, thì những cái trường hợp này á, là các trường hợp viêm nặng ha các bạn ha, thì mình cần phải duy trì nồng độ thuốc cao ở trong cơ thể để tránh những cái biến chứng nguy hiểm của nó, nên mình không có thể điều trị cái bằng cái chế độ một ngày uống một ngày nghỉ được ha. Rồi, và cái chế độ dùng cách ngày nó sẽ được tiến hành như sau. Đầu tiên khi mà bắt đầu điều trị thì mình phải dùng cái chế độ hàng ngày, nghĩa là mình dùng ngày, ví dụ như các bạn bị bệnh mình dùng ngày thứ hai là ngày bắt đầu, thứ ba mình vẫn dùng, thứ tư vẫn dùng, thứ năm vẫn dùng, trong cái đợt tấn công như vậy thì mình dùng hàng ngày. Nhưng mà khi mà bệnh của mình nó trở nên nó ổn định ha, nghĩa là mình những cái triệu chứng ví dụ như ngứa của mình đi, cô ví dụ thôi, nó không còn ngứa ở mức có thể chịu được hoặc là không còn ngứa nữa, thì mình sẽ chuyển sang cái chế độ là dùng cách ngày, chứ mình không có ngưng liền đột ngột nha các bạn. Rồi, trong cái thời gian điều trị ban đầu này nè, điều trị liên tục á, thì nó càng ngắn càng tốt, nghĩa là các bạn điều trị mà tới cái lúc mà các bạn thấy các triệu chứng của mình nó giảm rồi, nó ổn định rồi, thì mình sẽ bắt đầu qua cái cách ngày luôn, chứ mình đừng có duy trì cái thời gian điều trị bắt đầu này quá dài ha các bạn ha, thì nó cũng có thể gây ức chế cái trục hạ đồi tuyến yên của mình ha các bạn ha. Rồi, và cái yếu tố quyết định khi nào chuyển sang cái chế độ dùng cách ngày là do sự tiến triển của bệnh, giống như cô nói nãy giờ thôi. Và để chuẩn bị cho kiểu điều trị cách ngày á, thì trước hết khi mà bệnh của mình ổn định rồi thì mình sẽ giảm liều từ từ nha các bạn ha. Và mình giảm mỗi một ngày từ khoảng 20% cái liều dùng của mình, giảm cho đến khi mà mức liều hàng ngày của mình nằm trong khoảng mà cho phép là từ 15 tới 20 mg, tính theo liều prednisolone. Hồi nãy các bạn có cái nguyên tắc là khi mà mình dùng cái liều prednisolone nhỏ hơn 20 mg trong 3 tuần thì nó, cái việc người ta đã nghiên cứu rồi, thì cái tác dụng mà ức chế cái tuyến thượng thận nó được giảm ha các bạn ha. Thì mình sẽ giảm liều ở cái mức này
mình giảm từ từ xuống tới cái mức mà ít gây ức chế cái tuyến thượng thận ha các bạn ha. Và liều này mình sẽ thường á, mình điều trị cách ngày mình sẽ uống một liều duy nhất một ngày thôi ha các bạn ha. Và mình sẽ uống vào buổi sáng khoảng từ 7 đến 8 giờ sáng nha các bạn. Trễ nhất là 9 giờ nha, uống trước 9 giờ. Rồi. Tiếp theo là cái cách điều trị giảm liều glucocorticoid nha. Hồi nãy mình đã có một nguyên tắc khi dùng á là mình không được ngưng đột ngột mà mình phải giảm liều từ từ. Thì mình sẽ giảm bằng cách là mỗi lần mình giảm từ 20 đến từ 10 đến 20% liều đang dùng. Và khi mà mình giảm như vậy á, không phải là ví dụ thứ hai mấy bạn bắt đầu ổn định rồi, mấy bạn dùng thuốc đi thứ hai ổn định, mấy bạn bắt đầu muốn giảm liều để ngưng thuốc, thì mấy bạn sẽ giảm, mấy bạn đang uống cái liều là 10 mg đi, thì mấy bạn do lần đầu tiên mấy bạn giảm liều mấy bạn giảm 10% thôi, thì mấy bạn sẽ giảm còn 9 mg, mấy bạn giảm còn 90 mg, mấy bạn uống vào ngày thứ hai, thì ngày thứ ba mấy bạn vẫn phải uống 9 mg và uống tới ngày thứ tư. Nghĩa là mấy bạn phải để cho cơ thể cái nhịp sinh học mình quen với cái liều đó, chứ không phải là thứ hai bạn uống 9 mg, thứ ba bạn uống 8 mg, thứ tư á bạn uống 7 mg là sai. Mình sẽ phải duy trì cái liều đó trong 3 ngày để thăm dò. Nếu lúc mình giảm liều đó mà cơ thể mình nó xuất hiện một số cái triệu chứng, ví dụ như mệt mỏi nè, đau khớp, buồn nôn, hạ huyết áp, nghĩa là lúc này cái liều này nó không đủ đáp ứng với nhu cầu của cơ thể, cái việc giảm liều này không được nha các bạn, thì các bạn phải tăng cái liều trở lại. Ví dụ như thứ hai mà cô mới vừa giảm liều, bệnh nhân than với mình, giờ hôm nay cả ngày hôm nay tôi uể oải, tôi mệt mỏi quá, tôi đau nhất cả người tôi luôn, thì qua ngày thứ ba các bạn phải quay lại liều 10 mg cho bệnh nhân và cho bệnh nhân uống tiếp tục vài ngày, để cho khi nào bệnh nhân tới trạng thái ổn định thì mình mới bắt đầu giảm liều lại. Ngược lại, ví dụ như các bạn đã giảm liều 10 rồi, như vậy bạn giảm xuống liều 9 từ thứ hai tới thứ tư, bệnh nhân không có dấu hiệu gì hết các bạn. Các bạn tới ngày thứ năm là ngày mai, các bạn giảm tiếp 10% của 9 mg đó là 0,9 vòng, là tính ra là mấy bạn sẽ uống cái liều 8,1 mà cô nói là 8 cho nó dễ hình dung ha, là mình sẽ uống cái ngày thứ năm là mình sẽ uống 8 mg, ngày thứ sáu uống 8 mg và ngày thứ bảy cũng uống 8 mg, uống 3 ngày liên tục. Nhưng mà trong 3 ngày đó thì bệnh nhân lại than phiền là bệnh nhân bị mệt mỏi, đau xương khớp, buồn nôn, thì ví dụ như bệnh nhân than vào ngày thứ sáu thì ngày thứ bảy các bạn cho bệnh nhân uống lại cái liều cũ mới giảm là 9 mg. Thì nếu mà ngày thứ bảy mà bệnh nhân uống 9 mg rồi mà bệnh nhân vẫn nói là tôi vẫn không có giảm hết cái triệu chứng này, tôi vẫn bị đau nhức, tôi vẫn mệt mỏi, thì mình bắt buộc phải tăng lại cái liều 10 mg ban đầu cho bệnh nhân và duy trì cho bệnh nhân ổn định, và bắt đầu khi nào bệnh nhân ổn định thì quay lại cái quá trình là giảm liều tiếp nha các bạn. Do đó cái việc mình giảm cái liều glucocorticoid là mình phải có kiểu là phải có sự theo dõi của nhân viên y tế ha, để phát hiện kịp thời và có xử lý là quay lại cái liều cũ nha các bạn, để tránh cái trường hợp là mình giảm liều như vậy là cơ thể nó chưa thích ứng á, cái giảm liều đột ngột như vậy nó cũng sẽ không những nó sẽ làm thất bại cái quá trình điều trị của mình mà nó còn làm cho bệnh nhân bị suy tiến thượng thận cấp nữa, cái việc mà bệnh nhân không thích nghi được cái liều giảm á. Rồi tiếp theo á là sử dụng thuốc corticoid bôi da ha các bạn ha. Thì thường á là corticoid bôi da là khi mình dùng á đối với các tình trạng sinh lý là bệnh nhân bị những cái bệnh mà ngoài da thôi, còn khi mà bị nhiễm nghi ngờ hay là bị nhiễm khuẩn hay viêm nhiễm toàn thân á thì thường đa số là mình sẽ sử dụng đường uống rồi chưa. Thì cái sử dụng corticoid đường bôi da này á các bạn, thì nó sẽ thường điều trị những cái bệnh mà viêm da ha, do các cái nguồn gốc khác nhau, ví dụ như có thể là do dị ứng hay là do viêm da tiếp xúc hay là bị vết côn trùng cắn, giống như hồi nãy bạn Tùng cũng nói là bạn Tùng bị vết côn trùng tặc cắn ha các bạn ha, thì mình cũng có thể sử dụng corticoid bôi da, hay là các cái trường hợp mà mấy bạn bị ngứa do ong đốt nè, rồi bị đa số là các cái trường hợp là dị ứng da rồi ha các bạn, thì mụn trứng cá rồi đó, thì các bạn bôi corticoid nó cũng có hiệu quả ha trong cái quá trình kháng viêm. Rồi tuy nhiên cái tác dụng phụ á
À, mình sẽ giảm tới khi nào mà nó cái liều của nó khoảng ở mức cho phép là liều khoảng 16 đến 20 mg ha các bạn, rồi xong rồi mình sẽ giảm dần, mình sẽ giảm tới 4 mg, và khi mà cái liều nó còn thấp quá dưới 4 mg là xem như mình có thể là ngưng được hoàn toàn rồi đó. Mình có thể giảm tới cái liều mà cái mức mà nó gần với cái nhịp sinh học của mình đó. Mình giảm cái liều mà bình thường tùy theo cái đáp ứng, có thể là giảm xuống có khoảng an toàn là dưới 20 mg á, là các bạn duy trì trong khoảng 3 ngày đến 5 ngày đó thì các bạn có thể ngưng luôn ha. Còn nếu mà đối với những trường hợp mà các bạn mà đã sử dụng corticoid quá lâu dài rồi thì mình có thể giảm cho tới những cái liều thấp, ví dụ như khoảng dưới 4 mg ha, thì mình ngưng. Cái này là tùy theo cái tình trạng sinh lý và cái việc mà sử dụng thuốc trước đó của mình, mà bác sĩ sẽ cân nhắc là mình sẽ giảm tới cái mức liều nào mà mình có thể ngưng luôn, được không bạn Như Quỳnh? Dạ, cảm ơn À, con. một số cái tác dụng phụ thì cái này là bạn biết rồi ha, khi các bạn bôi da thì nó sẽ có một số tác dụng phụ tại chỗ, ví dụ như teo da hồi nãy cô nói ha, và thường nó gặp nhất khi mấy bạn bôi mặt hay là bôi những cái vùng quanh miệng của mình. Rồi ngoài ra thì có thể là bị da ửng đỏ hoặc là bị mắc sắc tố da ha. Rồi còn một trong những cái tác dụng phụ nãy cô cũng có nói rồi ha, là nó chậm liền sẹo ha các bạn. Còn khi mấy bạn sử dụng ở đường tại chỗ mà mấy bạn nhỏ mắt đi thì nó có thể gây đục thủy tinh thể hay là bị lao cơm nha. Rồi về chống chỉ định thì nó cũng giống như cái đường dùng toàn thân thôi ha các bạn ha, thì mình sẽ không có bôi trực tiếp ở những cái nơi mà tổn thương có loét nha các bạn, ý là nó có cái việc mà nhiễm trùng mà nó có, nãy cô mới hỏi là có bị ăn ăn guồng không các bạn, là nghĩ là cái vết thương mình nó bị loét á, khi mấy bạn bôi á, nó chậm liền sẹo như vậy thì nó có thể bị ăn guồng vô, nó làm cho cái vết thương của mình nó bị sâu hơn á các bạn, mà vết thương càng sâu thì nó càng lâu lành ha các bạn ha. Rồi và một số trường hợp mà viêm da do rối loạn vận mạch hay là viêm nang long á, thì một số trường hợp mà mụn trứng cá, không phải mụn trứng cá nào mà sử dụng corticoid nó cũng hiệu quả nha các bạn ha. Rồi về cái chọn chế phẩm, à các bạn đợi cô một phút nha, cô sẽ kèm thêm một cái bảng này cho các bạn về cái cũng là cái bảng hồi nãy nha các bạn, nhưng mà thôi y chang như cái bảng hồi nãy cô nói với các bạn, nhưng mà cái này á khi mà người ta nghiên cứu nó ở dạng bôi da thì người ta sẽ chia cho nó cái dạng tiềm lực là gắt mạnh, mạnh, trung bình, rồi trung bình yếu, rồi gắt yếu, thì nó sẽ phân từ mức số 1 tới số 7. Mức 1 là gắt mạnh ha, mức số 2 là mạnh, mức số 3 là trung bình, mức số 4 là trung bình nhưng mà nó sẽ thấp hơn cái mức mức số 5 là trung bình đó các bạn, là nó nằm ở trung bình nhưng mà nó kiểu kiểu là nó sẽ yếu hơn so với cái loại số 4 nhưng mà nó lại mạnh hơn cái loại số 6. Loại số 6 là yếu ha các bạn ha. Rồi, cái loại số 7 là nó rất yếu luôn. Thì dựa trên cái đó thì người ta sẽ chỉ định. Rồi, bạn Hải bạn nhớ báo cho lớp trưởng lớp mình ha. Lớp mình còn nói một xíu nữa là xong rồi. Thì cái việc lựa chọn mà cái dạng bôi ngoài á các bạn thì nó sẽ phụ thuộc vào độ mạnh và cái khả năng thấm qua da của chế phẩm như cô đã ghi trên đây ha. Thì người ta sẽ thấy rằng á, đối với cái nhóm 1 và cái nhóm 2 á, là cái nhóm mạnh và rất mạnh á, thì nó sẽ được lựa chọn để điều trị một số cái bệnh ngoài da như vẩy nến nè, lupus ban đỏ nè ha các bạn ha, hoặc là các trường hợp viêm da thần kinh hay là eczema dày sừng, những cái trường hợp mà bị viêm nhiễm nặng như vậy á, thì người ta sẽ lựa chọn cái nhóm thuốc bôi là nhóm 1 và nhóm 2. Còn đối với những cái trường hợp mà ví dụ như là viêm da mặt nặng hay hoặc là một số trường hợp mà nhiễm nấm hay là bị kẽ các bạn, hoặc là bị loét những cái mô kẽ hay là những cái ở những loét ở những cái khóe của chân á, thì người ta có thể lựa chọn cái nhóm là nhóm 3 và nhóm 5, là cái nhóm có tác dụng trung bình thôi ha các bạn ha. Còn đối với nhóm có tác dụng yếu á, thì đa số dùng để điều trị các trường hợp viêm, ví dụ như là viêm quanh mắt đó các bạn ha, những trường hợp viêm nhẹ hoặc là viêm da vùng những cái chỗ bạn đó các bạn,
cái chỗ mà như những cái ví dụ như chỗ mà em bé mà bị hâm á, nhưng mà không phải là dùng mỹ cho em bé nha, những cái chỗ các bạn á mà mấy bạn bị ẩm ngồi quá nhiều á, nó bị tho, bị viêm á thì mình có thể tho ha, hoặc là cái trường hợp mà viêm da mặt nhẹ thôi. Bên cạnh đó ví dụ như viêm hậu môn nữa thì mình có thể tho những cái corticoid. Nhóm 6 và nhóm 7 là nhóm có tác dụng yếu ha các bạn ha. Tí xíu cô sẽ chèn chèn cái slide đó vô trong đây cho các bạn luôn. Rồi. Rồi cô thấy rồi nha, Nguyên tí Nguyên báo giùm cô là được. Rồi, tí xíu cô sẽ kèm luôn cái đó cho các bạn để các bạn lưu ý sau này, ví dụ như các bạn lựa chọn các cái chế phẩm mà các bạn bôi da thì tùy theo da của mình đó là bị vấn đề gì á thì mình sẽ lựa chọn cái nhóm mạnh hay là nhóm yếu hay là nhóm trung bình ha. Rồi. Tiếp theo là một cái tác động mà của corticoid nữa. Là các bạn biết rồi, corticoid nó có thể ảnh hưởng tới xương. Thì khi mà sử dụng lạm dụng ở trẻ em á thì nó sẽ làm kém phát triển, làm cho xương của trẻ kém phát triển nha các bạn. Trẻ có thể bị còi xương và cái sự phát triển xương của nó hay là sự phát triển xương về chiều cao của trẻ thì nó cũng bị ảnh hưởng ha. Rồi, và cái cơ chế mà làm cho ảnh hưởng đến sự phát triển xương và sụn của trẻ là do nó ức chế sự tác nó ức chế tác dụng phát triển xương sụn của somato hay các bạn ha, somato C. Thì cái việc khắc phục là mình sẽ trong cái nguyên tắc sử dụng thuốc cho trẻ thì bạn bạn thấy là mình sẽ hạn chế kê glucocorticoid cho trẻ em và mình không có sử dụng cái dạng bôi da glucocorticoid cho trẻ sơ sinh, bởi vì cái do da trẻ mỏng á, cái đường bôi da nó có thể cho tác dụng toàn thân ha các bạn ha. Rồi, và nếu mà bắt buộc cái trường hợp mà trẻ em bị nhiễm khuẩn nặng, bị viêm nhiễm á, mà bắt buộc phải sử dụng glucocorticoid thì mình sẽ phải dùng liều thấp trong thời gian ngắn thôi để nó bớt cái việc tích lũy trong cơ thể của trẻ dẫn đến là ảnh hưởng đến sự phát triển xương của trẻ ha. Rồi, nếu mà cái những cái trường hợp ví dụ như trẻ bị hen suyễn phải dùng trẻ bị hen suyễn bẩm sinh đi thì phải dùng cái glucocorticoid kéo dài thì mình sẽ ưu tiên dùng liều cao ha các bạn, và mình sẽ dùng cách ngày thay thế liều hàng ngày, nghĩa là mình sẽ dùng một ngày nghỉ để tránh cái trường hợp là trẻ bị tích lũy thuốc do cái chức năng gan thận chưa hoàn thiện ha. Rồi, cái này nó đã chứng minh là cái phương pháp dùng thuốc liều cao dùng cách ngày so với dùng liều hàng ngày nó giảm rõ tác dụng phụ của trẻ em đã được chứng minh trên lâm sàng ha các bạn ha. Cái này là một cái khuyến cáo có thể dùng để cho trẻ để hạn chế được tác dụng phụ. Rồi, còn đối với việc sử dụng glucocorticoid ở phụ nữ có thai thì có thể điều trị corticoid trước khi sanh giống trong các trường hợp sinh non hay các bạn ha, để giảm nguy cơ là suy hô hấp, xuất huyết não nha các bạn. Rồi, và trong một các cái trường hợp mà bị ói vỡ non hay là tiền sản giật thì cũng có thể được kê corticoid nha. Rồi, và người ta thấy rằng nó làm trong các trường hợp mà ói vỡ non hay là tiền sản giật thì việc mà mấy bạn kê corticoid cho phụ nữ mang thai nó sẽ không làm tăng cái nguy cơ nhiễm nhiễm trùng ói hay là nhiễm trùng hậu sản của người mẹ. Và thì người ta vẫn chưa có cái chứng cứ gì để là chứng cứ lâm sàng đó các bạn về cái loại thuốc hay cái phác đồ điều trị corticoid nào mà tối ưu cho cái chỉ định là trong cái trường hợp vỡ ói sớm hay là tiền sản giật. Nhưng đối với cái trường hợp mà sử dụng corticoid cho trưởng thành khỏi đi, trong cái trường hợp mà người phụ nữ mang thai bị dọa sinh non á, để tránh cái trường hợp suy hô hấp cho trẻ sinh non á, thì hai corticoid đã được nghiên cứu trên lâm sàng và có phác đồ điều trị là betametasone và dexamethasone thì người ta đã có khuyến cáo sử dụng ha. Ở trên đây là cái khuyến cáo các bạn có thể xem tham khảo thôi, các bạn không cần thuộc liều ha. Thì các bạn có thể thấy là betametasone có thể dùng 2 liều, mỗi liều 12 mg, và người ta sẽ tiêm bắp cách nhau 24 giờ để giúp cho sự trưởng thành phổi ha các bạn ha. Và có thể sử dụng đường tiêm tĩnh mạch hoặc là tiêm vào trong cái khoang ói luôn để cho thuốc có thể trong khoang ói thì trẻ có thể hấp thu được thuốc để giúp cho trưởng thành phổi để trẻ tránh cái tình trạng là suy hô hấp khi bị sinh non hay các bạn ha. Rồi dexamethasone thì cũng vậy ha, nhưng mà dexamethasone có thể sử dụng đường uống, tuy nhiên các bạn biết rồi thuốc mà sử dụng đường uống thì tác dụng nó sẽ chậm và nó sinh khả dụng nó sẽ thấp hơn so với đường tiêm. Thì những cái trường hợp mà dọa sinh non này á, thì cái đường dùng đường uống sẽ không được phổ biến bằng cái đường tiêm ha.
Rồi. Và cái mình chỉ sử dụng glucocorticoid trong cái trường hợp đặc biệt về trước khi sinh như vậy thôi, vào 3 tháng cuối thôi ha. Còn cái trường hợp mà trong quá trình mang thai mà người phụ nữ mang thai lạm dụng sử dụng loại glucocorticoid làm cho thai nhi tiếp xúc quá nhiều với glucocorticoid, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà phát triển hệ thần kinh trung ương, thì nó có thể ảnh hưởng đến cái nhận thức, hành vi, bộ nhớ cũng như là các cái sự phối hợp của hệ thần kinh thực vật ở trẻ nha. Nó có thể ảnh hưởng thần kinh của em bé sau khi sinh. Rồi, mình xong cái bài hôm nay nha các bạn ha. Các bạn sau khi kết thúc thì cô sẽ tranh thủ đóng lại xong, cô sẽ gửi bài cho các bạn liền luôn để cho các bạn xem tham khảo ha. Khi mà